Hôm nay đồ gỗ Hùng Thịnh Phát xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khách hàng mẫu thập thơ, bàn thơ rồng cửu long. Thập thơ này được bên em thiết kế và đục tay 100%, được lựa gỗ rất là đẹp nha quý vị. Hôm nay bên em mới xử lý xong phần mộc và chuẩn bị đeo ra làm nguội để bàn giao cho khách. Hôm nay em tranh thủ trực tiếp quay cái phần mộc để cho quý vị xem là cái chất gỗ, gỗ có gò đỏ là như thế nào, và để cho quý vị phân biệt được lúc chưa sơn và sơn rồi. Sập thờ này được bên em là lừa gù, không không chắc và không mối mọt như nha quý vị nhé. Em quay trực tiếp hai bên cho quý vị xem nhé. Màu sập thờ bàn thờ này được bên em đục rất là tỉ mỉ. Cũng xin giới thiệu đến quý vị biết luôn là màu này bên em thiết kế làm nhiều loại gỗ khác nữa, như gỗ cẩm lai này, gỗ mun này, gỗ gõ này, và đặc biệt là bên em chuyên nhận thiết kế thi công phòng thờ và nhận hàng đặt các đồ nội thất phòng thờ như quý vị. Nếu như quý vị có nhu cầu thì xin liên hệ với đồ gỗ Hùng Tình Phát để bên em tư vấn và giá cả hợp lý. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.